Thất bại trước Phoenix Suns ở game 6 vừa qua đã chính thức biến Lakers trở thành cựu vương NBA. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp LeBron James không thể vượt qua vòng đầu tiên của playoffs. Mùa giải năm nay với LeBron hiện chỉ còn mỗi Olympic, nơi mà ngôi sao Lakers được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng tiếp theo cho bóng rổ nước nhà. Tuy vậy, siêu sao 36 tuổi vẫn đang để ngỏ khả năng không đến Tokyo. Theo đó, LeBron James muốn dành toàn bộ thời gian sắp tới để hồi phục hoàn toàn chấn thương gặp phải kể từ đầu mùa. Quá trình hồi phục có thể mất gần 3 tháng. Bên cạnh đó, King James cũng muốn ở lại Mỹ quảng bá cho bộ phim Space Jam 2 mà anh thủ vai chính. Theo xác nhận từ ban tổ chức F1, trận đua tại Singapore dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 10 để chính thức bị hủy, lý do là bởi tình hình diễn biến của Covid-19. Ngoài Singapore, hàng loạt trận đua khác tại Nhật Bản, Brazil, Australia và Mexico cũng đứng trước nguy cơ không thể diễn ra vì lý do tương tự. Trong đó, Brazil và Mexico là hai quốc gia nằm trong danh sách mà chính phủ Anh yêu cầu người dân hạn chế nhập cảnh. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mùa giải năm nay, khi phần lớn các đội đua có trụ sở tại đảo quốc sương mù. Hiện tại, ban tổ chức F1 đang lên phương án dời một số trận đua sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Austin của Mỹ trong nỗ lực cứu vớt mùa giải. Ở vòng 2 Roland Garros, Roger Federer xuất sắc khuất phục Marin Cilic với tỷ số 6-2, 2-6, 7-6 và 6-2. Điều đáng chú ý trong thắng lợi của Fedex là tình huống tranh cãi với trọng tài. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Federer cho biết: "Trọng tài cảnh cáo tôi và tôi đã cố gắng hiểu vì sao. Tôi không biết bản thân khiến Cilic phải chờ đợi. Cậu ấy cũng từng giao bóng khi tôi chưa chuẩn bị xong. Tôi thấy hơi kỳ, nhưng không nghĩ mình phải khiến cậu ấy khó chịu. Tôi nói với trọng tài rằng mình không biết Cilic phải chờ, nhưng ông ấy đáp rằng tôi nghĩ anh biết. Sau đó, tranh cãi đã nổ ra. Tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm thú vị, nó phần nào mà đến nguồn năng lượng cho trận đấu." Theo lịch trình, Roger Federer sẽ chạm trán với tay vợt người Đức Dominic Kuefer vào lúc 2 giờ sáng mai. Theo xác nhận từ ESPN, trận đấu giao hữu giữa Floyd Mayweather và Logan Paul vào cuối tuần này sẽ không có giám định chấm điểm, đồng nghĩa sẽ không có người thắng cuộc chính thức cho kèo đấu này. Tuy nhiên, đôi bên vẫn được phép hạ knockout đối thủ. Trọng tài chính sẽ được phép dừng trận đấu nếu thấy một bên rơi vào tình thế nguy cấp. Ngoài ra, ban tổ chức có thể tự lập ban chấm điểm, tương tự màn soi gương hồi năm ngoái giữa Mike Tyson và Roy Jones Jr. Màn soi gương giữa Floyd Mayweather và Logan sẽ kéo dài tối đa là 8 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Hai bên sẽ không đeo bảo hộ đầu khi thượng đài và dùng găng 12 oz. Để chuẩn bị cho AWC 2021 Flash đã bổ sung thêm một ngôi sao chất lượng là sao thủ YT. YT tên thật là Lê Quang Thắng, tài năng trẻ sinh năm 2002, từng là ngôi sao tài năng của Pháp Esports từ tháng 8 năm 2020 cho đến nay. Ở vị trí sao thủ, YT đã có màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Ở AWC 2021 Flash rơi vào bảng đấu tử thần, nơi góp mặt hai đối thủ rất mạnh là Matt Team, Buriram United. Matt Team đang là nhà đương kim vô địch AIC 2020, trong khi đó, Buriram United là ông lớn giàu thành tích bậc nhất của Liên quân Thái Lan. Theo lịch thi đấu, vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Tiếp theo đó, vòng tứ kết từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Vòng bán kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7. Và cuối cùng là trận chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 7. Soft đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc với hành vi toxic quá mức trong một trận đấu rank với cựu tuyển thủ đường trên của First Plus Phoenix là Kim Gun. Theo đó, Soft tỏ ra không hài lòng về cách Kim Gun cấm chọn tướng và mang thể hiện mờ nhạt của cựu tuyển thủ FPX. Bức xúc trước những lời chỉ trích nặng nề của Soft, Kim Gun đã thẳng thừng đáp trả người đại diện của Sunning không xứng đáng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Về phát ngôn thiếu chuẩn mực, nhiều khả năng vận động viên người Việt Nam sẽ phải nhận án phạt bởi Sunning. Trước đó, Duy Cầu Giấy từng bị Sunning phạt một tháng lương do cố tình AFK trong rank.